Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 năm 2024 tăng 0,07% so với tháng trước, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm nay, CPI tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, thì 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, gồm nhóm giao thông tăng cao nhất với 1,95%, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,92%, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,27%, chủ yếu do tăng giá các mặt hàng đồ dùng cá nhân. 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục. Bình quân 4 tháng của đầu năm nay, lạm phát cơ bản tăng 2,81% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung, chủ yếu do giá lực lượng, xăng dầu và giá dịch vụ y tế là yếu tố tác động làm tăng CPI, nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản. Với mong muốn đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, nhiều phường xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai xây dựng tổ dân phố văn hóa theo kiểu mẫu thông qua các mô hình dân vận khéo. Việc này không chỉ phát huy vai trò của cán bộ nhân dân mà còn nữa khen đưa đời sống văn hóa của người dân lên một tầm cao mới. Một khoảng sân nhỏ nằm ngay trong khu dân cư, các thiết bị tập thể dục được trang bị đầy đủ. Có sáng sớm hay chiều tối, đây là nơi tụ tập vui chơi, tập luyện của người dân khu tập thể Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Cách đây khoảng gần 2 năm, khi mà cái sân chơi này có cái là mọi người dân nâng cao được cái sức khỏe, tinh thần thể thao tốt lên. Trước khi chưa có sân thể thao này thì ở khu này thì bãi để xe, mọi người phải đổ ra đi hồ cách xa mấy cây để mà tập. Khu tập thể Thành Công là một trong các mô hình tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu được quận Ba Đình xây dựng thông qua công tác dân vận khéo. Từ nơi từng bị chiếm dụng không gian chung làm nơi buôn bán, giờ đây đã trở nên xanh sạch đẹp, gắn kết người dân lại với nhau. Xây dựng cái mô hình tổ văn hóa kiểu mẫu này, cái công tác dân vận khéo cực kỳ quan trọng mà chúng tôi đã từng phải làm và cũng đang làm. Lúc đầu là cực kỳ khó khăn là vận động các gia đình người ta bỏ cái thói quen. Từ ngày xưa là người ta chiếm dụng những cái phần của công để làm của tư. Đảng ủy đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phối hợp với cấp ủy các chi bộ cùng với các tổ phụ nữ tại các địa bàn dân cư để đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người để thuyết phục, để vận động trong việc truyền tải cái chủ trương cho cái việc xây dựng tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu. Thời gian qua, trên địa bàn quận Ba Đình đã có 18 tổ dân phố văn hóa ra mắt các công trình kiểu mẫu. Kinh phí để xây dựng, lắp đặt các trang thiết bị tại các tổ dân phố kiểu mẫu đều được địa phương vận động từ nguồn xã hội hóa với tổng kinh phí lên đến gần 1 tỷ đồng. Khi mà chúng tôi xây dựng hoàn thành xong cái tổ dân phố văn hóa thì nó cũng đã tác động rất là nhiều đến những thay đổi của người dân cả về nhận thức lẫn hành vi và trong cái ứng xử thì người dân cũng văn minh và lịch sự hơn. Bên cạnh đó thì cũng quan tâm để giữ gìn cái không gian chung, cái môi trường chung. Và bên cạnh đó thì cũng góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm hơn, tăng cái sự đoàn kết của người dân hơn trong cái việc giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tổ dân phố thôn văn hóa kiểu mẫu đang được đẩy mạnh tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong việc xây dựng nếp sống văn hóa của người dân thủ đô. Đây cũng chính là tiền đề để các địa phương hướng đến mục tiêu lâu dài, dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng. Thời gian qua, liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể đã xảy ra tại một số tỉnh thành trên cả nước. Gần đây nhất thì một học sinh lớp 5 đã tử vong sau khi ăn sáng tại một quán ăn trước cổng trường học. Sau đó vài ngày thì gần 30 học sinh cũng tại tỉnh Khánh Hòa đã nhập viện sau khi ăn cơm cuộn sushi tại một quầy hàng rong trước cổng trường. Các vụ việc ngộ độc đã dấy lên một hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm từ các hàng quán tại cổng trường, nhất là vào mùa nắng nóng. Ở bất kỳ cổng trường học nào cũng có thể dễ dàng bắt gặp những hàng quán bán đồ ăn nhanh cho học sinh như bánh rán, gà chiên, khoai tây chiên, thịt xiên hay xúc xích không được che đậy, ruồi muỗi, côn trùng bu đầy mà không phải học sinh nào cũng để ý. Thực ra thì con cũng khá là lo, nhưng mà kiểu lúc mình vừa mới học xong thì mình đang đói để đi học thêm tiếp, nên là con vẫn phải ăn để cho nó no. Ngoài những quán bán cố định, nhiều cổng trường còn bị bủa vây bởi các hàng rong, chỉ khi có bảo vệ thì trước cổng trường mới được giải tỏa. An toàn thực phẩm ngoài nhà trường thì
cái đấy không kiểm soát được nguồn gốc xuất xứ cũng như là cái người bán hàng nó vệ sinh an toàn như thế nào, thì nhà trường có cái biện pháp, một là các đầu giờ sáng gọi loa tuyên truyền cho các cháu, cái thứ hai là tuyên truyền các bậc phụ huynh không cho con em mình ăn uống ở các cái nơi không an toàn. Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc xảy ra từ các hàng quán bán trước cổng trường khiến nhiều bậc phụ huynh rất lo lắng. Nếu được mà phải mở căng tin tại các nhà trường thì tôi nghĩ rằng là cũng một phần khắc phục được cái tình trạng học sinh phải ra ngoài cổng trường mua những sản phẩm thực phẩm không đúng nguồn gốc xuất xứ. Nếu mở trong nhà trường thì nó hạn chế được cái đó. Tuy nhiên là trên địa bàn quận Hai Bà Trưng thì diện tích các trường học nó cũng không được lớn. Hiện nay thì cái nhu cầu về phòng học, về cái không gian học tập, không gian trải nghiệm cũng còn đang đáp ứng rất là hạn chế. Vì vậy mà phòng cũng như là các ban ngành cũng đã quyết định là chỉ đạo là không còn cái không gian để mà mở các cái căng tin. Hiện thành phố Hà Nội đang thí điểm mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố xung quanh trường học. Mục tiêu đặt ra là tăng cường giám sát, truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, cửa hàng ăn uống, quầy hàng chế biến thức ăn chín, hàng rong, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Triển khai kế hoạch Ủy ban nhân dân thành phố, kế hoạch 319 thì trong kế hoạch Ủy ban đã giao cho quận Hoàn Kiếm triển khai nội dung này. Thì quận Hoàn Kiếm cũng đã xây dựng kế hoạch và phân công thực hiện như là ban chỉ đạo của quận, ban chỉ đạo của phường, công an, dân phòng và ban giám hiệu nhà trường. Thì để làm tốt nội dung này thì quận cũng đã đánh giá xem là những cái cơ sở nào được gọi là xung quanh cổng trường học và đối với những người tham gia những cái kinh doanh tại cổng trường học và tất cả những cái hộ kinh doanh đấy, cơ sở đấy là phải đảm bảo các cái quy định về an toàn thực phẩm mới được kinh doanh. Nắng nóng càng là thời gian thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi, dẫn đến thực phẩm càng dễ bị nhiễm bẩn, gây ngộ độc. Do đó, thời điểm này, công tác phối hợp kiểm tra, nâng cao ý thức của người bán và người mua sẽ càng cần được các cơ quan chức năng đẩy mạnh. Chiều nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 72 người. Cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 15.541 trường hợp vi phạm giao thông, ra quyết định xử phạt số tiền 35.136,4 triệu đồng, tạm giữ 485 ô tô, hơn 5.600 mô tô và 97 phương tiện khác. Riêng các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát Giao thông lập biên bản 68 trường hợp vi phạm, phạt tiền 203,4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 29 trường hợp.